Thưa quý vị và các bạn, xác định dịp trước, trong và sau ngày nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất, lượng du khách thập phương đến Bảo Hà để đi lễ đầu năm rất đông, nên lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến. Chính vì vậy, huyện Bảo Yên luôn đề cao nhiệm vụ đảm bảo công tác an toàn giao thông cho du khách trong và ngoài tỉnh, nhất là công tác chỉnh trang đô thị, lập lại trật tự an toàn giao thông. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, lập lại trật tự an toàn giao thông, trong những ngày qua, chính quyền và nhân dân xã Bảo Hà đã tập trung ra quân giải phóng hành lang giao thông. Đến nay, nhân dân đã tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm, trả lại hành lang đường thông hẻ thoáng. Đây là tuyến đường T2 ngay trước khu di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đền Bảo Hà. Cùng với sự hỗ trợ của Ban An toàn giao thông xã, các hộ dân hai bên đường đã và đang tự giác tháo dỡ các công trình như mái che, mái vẩy, các công trình xây dựng lấn chiếm vỉa hè làm mất mỹ quan đô thị vào khu di tích. Gia đình bà Đỗ Thị Pháo cũng như rất nhiều hộ dân khác đã tận dụng khoảng không vỉa hè trước nhà, xây dựng mái che tránh mưa hắt và bán hàng, đã ảnh hưởng đến hành lang giao thông. Sau khi được tuyên truyền vận động, bà đã tự thuê nhân công tháo bỏ mái che, công trình vi phạm, đồng thời cam kết sẽ không tái lấn chiếm hành lang để giữ gìn mỹ quan đô thị và làm đẹp thêm trong lòng du khách. Bà con chúng tôi đây là đều là chấp hành và ban đi dẹp hành lang đây là coi như là cũng không thiên vị nhà ai, ai cũng nhà nào cũng như nhà nào, là phải coi như là phải làm cho cổng đền ông sang đầu xuân năm mới. Cho nó được đẹp, được sạch, được đẹp. Các tuyến đường T1, T2 và quốc lộ 279 thuộc bản Bảo Vinh, xã Bảo Hà, hầu hết các hộ dân kinh doanh tại nhà đều làm mái che, mái vẩy lấn ra hành lang. Vỉa hè chưa được đầu tư theo thiết kế quy định của nhà nước, dẫn đến mạnh nhà ai nhà ấy làm. Nhà làm cao, nhà làm thấp, không có mỹ quan đường phố và không có phần đường dành cho người đi bộ trên vỉa hè. Khi cấp ủy chính quyền xã Bảo Hà có chủ trương giải tỏa hành lang, lập lại trật tự văn minh đô thị, sau khi được tuyên truyền, hầu hết nhân dân bản Bảo Vinh đều đồng tình ủng hộ và tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm. Còn đối với hành lang vỉa hè, bà con mong muốn chính quyền địa phương hướng dẫn về kỹ thuật, quy cách chuẩn chung cho tuyến phố để nhân dân thực hiện, đảm bảo mỹ quan hành lang, vỉa hè đường phố. Gia đình chúng tôi sẽ chấp hành đầy đủ các cái nguyện vọng và cái công việc của các đồng chí để tạo các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ. Còn sau cái hoàn thành nhiệm vụ đó, chúng tôi cũng có cái nhu cầu trên là sẽ hỗ trợ làm nào cho gia đình tu sửa và sang sửa lại cho sạch đẹp hơn và có cái đường lối chủ trương chỉ đạo, không phải làm đi làm lại nhiều lần nữa. Đối với các bản khác khu trung tâm xã Bảo Hà, chi bộ chính quyền và các đoàn thể trong bản đã vào cuộc một cách quyết liệt. Tổ công tác của xã đến từng nhà vi phạm để tuyên truyền vận động bà con tự tháo dỡ. Những gia đình gặp khó khăn về nhân lực, bản sẽ huy động bà con giúp đỡ. Bản Lâm Sản, xã Bảo Hà có gần 100 hộ ở dọc tuyến đường quốc lộ 279 và hơn một nửa trong số đó có mái che, công trình tường rào vi phạm hành lang an toàn giao thông. Đến thời điểm này, bà con cũng đã tự tháo dỡ và cam kết sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Từ các đồng chí bí thư chi bộ cùng toàn thể các đồng chí trong ban ngành đã đi tuyên truyền vận động nhân dân, đến giờ này thì xin báo cáo các đồng chí là một số còn rất là ít. Thì đến giờ này chúng tôi khẳng định là riêng là khu trung tâm bản Lâm Sản chúng tôi là dẹp hành lang là đã được. Nhằm giải quyết dứt điểm vấn đề này, xã Bảo Hà đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân thông qua các cuộc họp, đối thoại và qua hệ thống truyền thanh xã. Thành lập tổ công tác, trang bị máy móc thiết bị, dụng cụ cần thiết để thực hiện công việc hiệu quả. Trong thời gian tổ công tác của xã Bảo Hà ra quân giải tỏa hành lang vi phạm, hiện đã có 3 trên 4 tuyến đường chính khu di tích đền Bảo Hà đã và đang được giải tỏa xong với gần 200 hộ có công trình vi phạm làm mái che, mái vẩy, xây các công trình lấn chiếm hành lang vỉa hè. Điều đáng nói là hầu hết các hộ gia đình đều chấp hành và tự giác tháo dỡ. Tổ công tác của xã Bảo Hà cũng đồng thời đánh dấu xác định mốc giới, hỗ trợ máy móc thiết bị để cùng bà con giải tỏa các công trình, trả lại đường thông hè thoáng. Với sự quyết tâm của cấp ủy chính quyền và sự đồng thuận cao của nhân dân tại khu di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đền Bảo Hà, xã Bảo Hà tiếp tục ra quân giải tỏa các tuyến đường trung tâm xã, phấn đấu trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất, đường phố của Bảo Hà sẽ lập lại trật tự văn minh đô thị.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin an toàn giao thông của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.